Rồi, tiếp theo là một lô sâm hương nữa, ôm đá luôn, cũng 4 cây 300 luôn. Đây. Đó. Rồi, cũng ôm chặt cục đá đây, cây thứ nhất. Cây thứ hai. Đó. Cây hai. Đó. Cây thứ ba đây. Đấy, này đá tay mèo nha anh em. Này, đó. Đá rất là đẹp luôn. Rồi. Cây cuối cùng đây, 4 cây là 300. Đó. Rồi, 4 cây 300. Tỷ lệ đây nè. Đó. Rồi. 4 cây là 300.